Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, hướng tới kỷ niệm 133 năm ngày sinh nhật Bác 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2023. Tháng 9 năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi viết với chủ đề Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ. Sau 5 tháng hoạt động đến hết tháng 2 năm 2023, Ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 52.759 bài của các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh gửi tham gia. Trong đó, các địa phương trong tỉnh có 35.627 bài, các đơn vị tỉnh ngoài gồm 22 tỉnh, thành phố có 17.132 bài tham gia. Các địa phương đơn vị có số lượng bài dự thi cao như Đảng bộ huyện Ân Thi, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đảng bộ quân sự tỉnh, Đảng bộ thị xã Minh Hào, thành phố Hà Nội. Nhìn chung, các bài dự thi được đầu tư công phu, có sự nghiên cứu sáng tạo, trình bày đẹp, có hình ảnh tư liệu, mô hình minh họa, bổ sung được nhiều tư liệu về lịch sử Bác, về thăm Hưng Yên, vật liên hệ thực tế phong phú, thể hiện tình cảm trách nhiệm và rút ra được những bài học kinh nghiệm cho bản thân trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng như trong cuộc sống và thực hiện công việc được sao. Một số bài dự thi thu thập được nhiều tư liệu về Bác và các mẩu chuyện của Bác mỗi lần về thăm và làm việc tại Hưng Yên. Đây thực sự là những nguồn tư liệu quý đáng trân trọng để phục vụ cho công tác nghiên cứu sưu tầm, bổ sung tư liệu về Bác Hồ với Hưng Yên, Hưng Yên với Bác Hồ trong thời gian tới.